đất nước Việt Nam hôm nay đang tự tin bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự hội nhập kinh tế quốc tế, của sự hợp tác bình đẳng và phát triển. Lịch sử Việt Nam luôn ghi nhận, từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về, cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân, tạo nên bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử ngàn năm của dân tộc. Trong những năm đầu của thế kỷ 20, từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới và là một thuộc địa của người Pháp, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đã đứng lên đánh thắng những thế lực ngoại xâm, giành lại độc lập tự do, đồng thời thực hiện đường lối phát triển quốc gia một cách đúng đắn. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao. Vì thế, nhân dân Việt Nam có thể ngẩng cao đầu với bạn bè quốc tế ở thế kỷ 21. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu. Những cái tên đã quá đỗi quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam và tất cả như không thể thiếu được trong tâm trí của mỗi người. Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng người đã để lại cho nhân dân Việt Nam một bản di chúc lịch sử rất thiêng liêng và bất hủ. Bản di chúc đó đã soi sáng con đường đi tới vinh quang và thắng lợi của dân tộc ta. Ngược dòng thời gian, trở về những thập niên 60 của thế kỷ 20, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta chưa đến ngày toàn thắng, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về một thắng lợi huy hoàng. Như trong di chúc đã công bố năm 1969, cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là một điều chắc chắn. Lúc này, những thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam càng khẳng định hơn về một thắng lợi hoàn toàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc nào người cũng lo cho dân, cho nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Nên khi vào tuổi xưa nay hiếm, người đã lo mình còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa. Năm 1965, vào lúc mà đồng bào và chiến sĩ cả nước đang sôi nổi thi đua, lập thành tích mừng thọ người 75 tuổi, cũng là lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết tài liệu tuyệt đối bí mật. Đó chính là bản di chúc thiêng liêng mà người để lại cho nhân dân ta. Trong di chúc công bố năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột." Có lẽ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì viết di chúc là một việc rất cẩn trọng, nên từ những năm 1965 đến năm 1969, năm nào người cũng viết và sửa chữa bản di chúc. Trong khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ sáng, các ngày từ mùng 10 đến 19 tháng 5. Song do hoàn cảnh lịch sử khi đó, có một số điều trong di chúc chưa được công bố. Năm 1989, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời và chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, trong tình hình và điều kiện cho phép, Bộ Chính trị đã quyết định công bố toàn văn bản di chúc của người và khẳng định bản di chúc công bố tháng 9 năm 1969 là bảo đảm trung thành với bản gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những ngày cuối tháng 8 năm 1969,
Trời mưa tầm tã kéo dài, khiến mực nước các con sông đều dâng cao, thiên tai bão lụt hoành hành. Trong lúc cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm vẫn còn đang quyết liệt. Vào hồi 9 giờ 47 phút, ngày 2 tháng 9 năm 1969, trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ trần như tiếng sét đánh ngang tai và lan nhanh một nỗi buồn đau khôn xiết. Cả dân tộc ta đã tuôn trào nước mắt, như nhà thơ Tố Hữu đã viết: suốt mấy hôm dày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Thương tiếc người vô hạn và lo lắng cho tiền đồ, sự nghiệp cách mạng khi thiếu vắng vị lãnh tụ tối cao vô cùng kính mến của Đảng và nhân dân ta. Đó là tâm trạng chung của mỗi người dân Việt Nam lúc bấy giờ. Trong tang lễ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 9 năm 1969, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã công bố bản di chúc thiêng liêng của Người dành cho nhân dân Việt Nam. Đây là một văn kiện lịch sử, một di sản tinh thần vô giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người. Nghe những lời di chúc, mọi người càng xúc động, nhưng vững tin hơn và nhìn thấu nhiệm vụ đặt ra ở phía trước. Khi đồng chí Lê Duẩn thay mặt toàn Đảng, toàn dân hứa với anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh: vĩnh biệt chúng ta, Bác Hồ có để lại cho Đảng ta, cho toàn đồng bào và chiến sĩ hai miền Nam Bắc một bản di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, là những tình cảm và niềm tin của Bác đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau. Chúng ta hãy xứng đáng với Bác hơn nữa. Hãy nén đau thương, anh dũng phấn đấu hăng hái vươn lên, đạp bằng mọi trở lực, chông gai, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, thực hiện lời thề danh dự trong giờ phút vĩnh biệt thiêng liêng này. Ngay khi mở đầu bản di chúc, Người đã viết ngay về cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp Nam Châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Trong nhiều năm nghiên cứu các tác phẩm và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thì với phần mở đầu của bản di chúc thiêng liêng, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong cho rằng: Về cái phần về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, thì chúng ta đọc kỹ di chúc ấy, thì cái năm đầu Bác viết năm 65, sau đó thì đến năm 68, 69, ở những cái mức độ khác nhau Bác có bổ sung. Thế khi nói về cái nội dung kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì chúng ta có thể thấy mấy điều này. Một là Bác cũng đã hình dung ra cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể còn kéo dài mấy năm nữa. Tất nhiên ở đây tôi rất nhấn mạnh cái chuyện là Bác nói là kéo dài mấy năm nữa. Nhưng mà Bác cũng đã hình dung ra được cái tính chất hết sức là gian khổ, hết sức ác liệt. Và Bác nói rõ rằng là đồng bào ta có thể còn phải hy sinh nhiều của nhiều người. Nhưng mà điều quan trọng nhất sau khi nói những cái đó này, thì tôi cho rằng là Bác có một cái quyết tâm, có một cái niềm tin. Tuy gian khổ, tuy ác liệt, tuy còn phải hy sinh nhiều của nhiều người như vậy, nhưng mà nhất định thắng lợi. Và Bác khẳng định mấy từ là đó là một điều chắc chắn. Thế thì khi nghiên cứu cái chỗ này đó,
Tuy là chúng ta nói đến chuyện chống Mỹ cứu nước, nhưng mà trong tinh thần nghiên cứu tổng thể di chúc, như vậy rõ ràng là bác bàn về chống Mỹ cứu nước ác liệt như vậy, khó khăn như vậy. Nhưng mà khi chúng tôi đọc di chúc và tất cả chúng ta đọc cái chỗ này đó, thì chúng ta lại thấy rằng là hình như bác không để cái tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh đó nó ảnh hưởng đến tinh thần nhân dân. Tất nhiên bác cũng không để cho mọi người có cái tư tưởng chủ quan về cái này, nhưng bác cũng không để cái tính chất ác liệt hy sinh đó để ảnh hưởng. Và có thể nói là bác nói một cách rất là cô đúc, rất là ngắn gọn, bác nói qua và nói như vậy rồi, khẳng định chắc chắn thắng lợi rồi, thì để hướng tới một cái chuyện lớn hơn, tức là kế hoạch xây dựng lại đất nước. Cho nên là liên quan cái ý thứ hai của bạn hỏi, tức là sau khi nói cuộc chống Mỹ cứu nước như vậy, thì bác nói rằng là còn non còn nước còn người, thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày này. Thế thì trong nghiên cứu di chúc của cái dịp 40 năm này thì chúng tôi cho rằng ý, có lẽ một cái tư tưởng chủ đạo, tư tưởng xuyên suốt từ đầu đến cuối, có thể vấn đề này vấn đề bác có đề cập, kể cả chống Mỹ cứu nước như tôi vừa nói, nhưng mà cuối cùng thì chính là hướng tới một cái kế hoạch xây dựng đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Đại tá Hồ Khang là một nhà nghiên cứu lịch sử quân sự của Viện Khoa học Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong những năm qua, ông cũng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bản di chúc thiêng liêng. Ông cho rằng đó là lời hiệu triệu, là động lực để quân và dân ta tiến lên giành thắng lợi. Sự nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân dân ta đã giành nhiều thắng lợi. Đấy là kết quả của sự nghiệp chính nghĩa, phù hợp với sự tiến bộ của xã hội, được nhân dân thế giới nhiệt liệt đồng tình, ủng hộ, kết hợp với sức mạnh dân tộc trong chiến tranh nhân dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Những lời căn dặn của bác về thắng lợi hoàn toàn xuất phát từ thực tiễn sống động mà nhân dân ta đã chiến đấu anh dũng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Đặc biệt là từ năm 1965, trên các chiến trường, ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, địch càng suy yếu, càng thua. Thực tiễn đã diễn ra đúng như lời bác dạy. Năm 1972, đế quốc Mỹ đã leo thang chiến tranh đến đỉnh điểm. Nhân dân ta đã trải qua gian khổ, hy sinh vô cùng to lớn và chiến đấu quả cảm vô song. Năm 1973, quân và dân ta mở ra cuộc đấu tranh trên cả ba mặt, chính trị, quân sự, ngoại giao, buộc đế quốc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Rồi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đưa đến đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong một cái tình thế khó khăn như thế thì thêm
ở những cái tháng giữa và cuối năm 39 thì cái tin Bác mất thì nói là có một cái tác động không nhỏ đến tinh thần của cán bộ chiến sĩ của chúng ta trên khắp cả nước và đặc biệt ở chiến trường Việt Nam. Và kẻ thù cũng nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để có thể tiếp tục phản công, để giành được cái thắng lợi quyết định ở trên chiến trường Việt Nam. Cho nên sau cái Bác mất và để lại cái lời di chúc ấy, thì trong những cái phút đau thương như thế thì tất cả ở chiến trường miền Nam cũng như ở phương Bắc đều dấy lên một cái phong trào rất là sâu rộng, đó là biến đau thương thành hành động cách mạng. Để mà hiện thực hóa cái lời di chúc của Bác thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta sang năm 70 thì chúng ta phối hợp với bạn chiến đấu trên chiến trường Campuchia, chúng ta phối hợp với bạn Lào và đẩy mạnh cuộc kháng chiến ở trên đất bạn Lào và đẩy mạnh cuộc kháng chiến ở miền Nam Việt Nam. Rồi sang năm 71 thì chúng ta tập trung lực lượng đập tan một cái nỗ lực cuối cùng của Mỹ Ngụy là cái cuộc hành quân Lam Sơn 719, và đến năm 72 thì chúng ta chủ động mở cái cuộc tiến công chiến lược năm 72 trên toàn chiến trường miền Nam. Rồi tiếp đó nữa là chúng ta chủ động chuẩn bị và tập trung lực lượng, chúng ta làm một cái Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm ở trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc. Và chính cái điều đó, chính tất cả những cái thắng lợi đó buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Và chúng ta cũng biết rằng là chúng ta sau khi hiệp định Paris được ký kết thì chúng ta chủ động hoạch định phương lược để tiến tới kết thúc cái cuộc kháng chiến kéo dài 21 năm này. Và chúng ta cũng biết rằng là kế hoạch ban đầu thì vạch ra trong khoảng 3 năm, sau đó hạ xuống 2 năm. Nhưng mà do chúng ta nhẹ nhàng nắm bắt được thời cơ và chúng ta mở đầu cái cuộc tổng tiến công chiến lược này đúng hướng và chúng ta đã kết thúc nó trong 50 năm ngày đêm, thì thực hiện thắng lợi thì căn dặn cái niềm tin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã gửi gắm trong di chúc. Bản di chúc là tâm huyết trăn trở của người đối với tương lai tiền đồ của dân tộc, với tự do hạnh phúc của nhân dân, cùng khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, thì những trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tương lai của đất nước và dân tộc được thể hiện rõ trong bản di chúc của người. Nghiên cứu di chúc có thể có một cách nhìn khác nữa, thì nói một cách ngắn gọn thế này. Thứ nhất là di chúc là kết tinh giá trị về tư tưởng, về đạo đức, về tâm hồn, về nhân cách Hồ Chí Minh. Nhưng mà nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách thế nào? Thì đấy là nhân cách của một con người mà đã gần 60 năm hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đến cả khi viết di chúc thì Bác cũng nói lại một điều là đến lúc này không có điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Trong bản di chúc lịch sử chứa đựng nhiều giá trị đặc sắc và độc đáo về đạo đức, nhân văn, văn hóa, triết học. Nhưng trong đó, chiến lược con người bao trùm lên tất cả, đó là tình yêu thương đối với tất cả mọi tầng lớp người trong xã hội. Triết lý nhân sinh của người là sự gắn kết giữa chủ nghĩa nhân đạo cao cả với truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Nội dung cốt lõi là lòng thương yêu, quý trọng con người, gắn với lòng yêu nước, yêu dân nồng nàn, nhằm mục tiêu cao cả là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Nghiên cứu di chúc năm nay tôi muốn nhấn mạnh với các bạn một điều rằng là Bác chăm lo là chăm lo công việc đối với con người. Tôi nhấn mạnh hai chữ công việc. Tức là trong đó Bác nói rất rõ là các cái đối tượng đó, sau chiến tranh ấy, thương binh, rồi những người đã góp một cái phần xương máu trong chiến tranh này, rồi thì thanh niên xung phong này, rồi những chiến sĩ trẻ trong lực lượng vũ trang này, rồi phụ nữ này, vân vân. Thế thì Bác có một cái điều căn dặn rất kỹ đối với Đảng, Nhà nước là phải lo công ăn việc làm, phải đào tạo họ, phải bồi dưỡng họ và để tạo cho họ một cái tinh thần tự lực cánh sinh. Đấy. Thì tôi cho cái đó mới là quan trọng. Chứ nếu mà chỉ lo cái công ăn, cái nơi ăn chốn ở tại chỗ mà thì cũng rất cần. Bởi vì thực ra thì sau chiến tranh ấy, thì rất là nhiều gia đình thiếu thốn, rất nhiều gia đình khó khăn, phải lo cái đó ngay. Nhưng mà nếu chỉ lo cái đó không thôi đó, mà không lo được tạo công ăn việc làm, đào tạo, bồi dưỡng về công việc ấy, thì
người ta chỉ được một thời gian. Cho nên là trong di chúc, cái phần nói đối câu đầu tiên đối công việc của con người thì chúng tôi năm nay là rất nhấn mạnh cái chỗ này. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc nào người cũng dành hết tâm trí lo cho dân, cho nước, cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nên trong phần cuối cùng của bản di chúc, người viết: điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Tóm lại như vậy là di chúc có nói tới quá khứ, có nói tới hiện tại, có nói tới vấn đề này, vấn đề khác. Nhưng mà tất cả cái đó đều hướng tới tương lai cả. Đều hướng tới xây dựng một nước, và điều mong muốn cuối cùng của bác như chúng ta biết là mong muốn xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thế thì cái đó nếu mà chúng nó nói tinh thần ấy, câu chữ thì như vậy, nhưng mà tinh thần của câu chữ đó chính là bây giờ chúng ta đang nói tới cái vấn đề dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Nhưng rõ ràng với một cái tầm nhìn xa trông rộng, với một cái trí tuệ lớn. Thế bây giờ năm nay chúng ta đọc lại thì chúng tôi khẳng định một điều ngắn gọn rằng là di chúc Bác Hồ vẫn còn mang cái tính thời sự nóng hổi. Về mặt lý luận thì phải nói này, tất cả những điều Bác nói về mục tiêu lý tưởng của cách mạng, về vấn đề chăm lo đời sống nhân dân, về vấn đề xây dựng chỉnh đốn đảng, về vấn đề quan tâm tới con người, vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cái đời sau, vấn đề đoàn kết quốc tế, vân 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 vân, thì vẫn là những vấn đề hiện nay chúng ta đang làm. Di chúc Bác Hồ không phải chỉ có giá trị lý luận thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam, mà có thể nói rằng di chúc Bác Hồ nó còn mang cái tính thời đại, mang tính thời đại. Và cũng không phải chỉ 40 năm ta nói điều này, tôi tin chắc rằng 45 năm, 50 năm sau và rồi trường tồn cùng lịch sử, chúng ta tiếp tục nghiên cứu di chúc thì những cái điều Bác nói tuy rất ngắn gọn nhưng rất xúc tích trong đó vẫn tiếp tục đồng hành cùng với dân tộc và sẽ góp phần, nếu chúng ta nhận thức đúng, nếu chúng ta làm đúng theo di chúc Bác Hồ thì tôi tin rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng với cái sự trường tồn của dân tộc và sẽ sánh vai với cường quốc Nam Châu. Bốn mươi năm đã đi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân ta đi vào cõi vĩnh hằng và để lại cho chúng ta bản di chúc lịch sử thiêng liêng bất hủ. Đây là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi soi sáng con đường đi tới vinh quang và thắng lợi của dân tộc ta. Thực hiện di chúc của người, nhân dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại, nhất là đã hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập và thống nhất Giang Sơn là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, đáp lại được niềm mong ước cao nhất của người trước lúc ra đi. Tính ra đã hơn 34 năm kể từ sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đặc biệt là hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong bản di chúc, người đã gửi lại điều mong muốn cho toàn đảng, toàn dân ta, đó là: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Giờ đây, trong sự nghiệp mới của đất nước ta, mỗi người dân Việt Nam đều có thể nhận thấy những điều mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dần trở thành hiện thực. Từ một đất nước bao đời nghèo đói, giờ đây Việt Nam đã là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới. Những nhà máy mới, những khu công nghiệp và đô thị hiện đại liên tục mọc lên. Trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật đã có những đổi thay đáng kể, đời sống của nhân dân đã được nâng cao. Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại, đất nước Việt Nam đã vượt ra với tầm thế giới. Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc và là một thành viên của Hòa bình, Hợp tác, Phát triển khu vực ASEAN. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,
tạo nền tảng để trong tương lai Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và điều này sẽ đáp lại được lòng mong đợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong những cái thành tựu lý luận quan trọng nhất của Đảng ta đó là đến Đại hội 7 và trong cương lĩnh năm 1991, Đảng ta đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cuộc cách mạng. Đúng là dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, soi đường cho dân tộc ta tiến hành các cái cuộc cách mạng. Trước hết là cuộc cách mạng tháng 8 để giành độc lập, tức là biến từ một nước nô lệ thành một nước độc lập. Rồi tư tưởng Hồ Chí Minh lại dẫn dắt soi đường cho cả dân tộc ta tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh để đánh thắng hai tên đế quốc to, hai tên hung nô của thời đại, để giữ vững nền độc lập và thống nhất non sông. Và tư tưởng Hồ Chí Minh lại dẫn dắt soi đường cho toàn dân tộc ta vào cái kỷ nguyên mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Và đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay đang soi sáng cho toàn bộ cái sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trong dòng chảy vĩnh hằng của lịch sử, chắc chắn Đảng ta, nhân dân ta vẫn sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi, và tất cả những thắng lợi đó đều gắn liền với tên tuổi của người. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với một di sản tinh thần vô giá, đó là bản di chúc lịch sử, bản anh hùng ca bất diệt, lắng sâu hồn thiêng sông núi. Đó cũng là ánh sáng soi đường, là nguồn cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.